Như vậy, theo đề cho thì x chúng ta đi tới dụng mới nào h thu được ancol và t. Như vậy, x của chúng ta thuộc loại hợp chất este. Este chúng ta đi tới dụng với nào h thì thu được ancol và muối tương ứng. Như vậy t chúng ta là muối. Theo đề cho thì phần phần ancol chúng ta phải là phần C2H5OH. Như vậy câu A chúng ta thỏa mãn. Bởi vì cái phần O gắn với C2H5 thuộc về phần ancol. Phần lần trước là phần axit. Tiếp tục, ở câu C chúng ta loại, bởi vì ở đây không phải là C2H5, phần ancol là CH3. Ở câu B chúng ta loại luôn, bởi vì phần phía sau này là phần O C C2H5, phần này thuộc về axit, hay nói cách ngược lại đó là CH C2H5 CO thuộc về phần axit, loại luôn. Câu D là OCH3 không phải là ancol. Như vậy câu này chắc chắn đúng là câu A rồi. Như vậy tại sao A đúng, chúng ta có như sau. Đầu tiên este chúng ta là có dạng như thế này, đi tới dùng với NaOH, theo bản chất là nơi nào có CO thì gắn Ona vào và phần còn lại gắn OH vào. Ở đây từ muối, muối mới để tạo thành axit, thì chúng ta sẽ đi tác dụng với axit để trả lại axit. Như vậy chúng ta đi tác dụng với axit ở đây là HCl để thu được axit ameta acrylic. Từ axit mà ra ép, ép chúng ta thu được bằng phản ứng ép chúng ta ra polymethyl acrylate, điều chứng tỏ là ép chúng ta phải làm este của polymethyl acrylate. Được chưa? Chính cái este này, este này bằng vượt hiện vẫn giữa axit với ancol metallic để thu được methyl meta acrylate cộng cho nước. Như vậy chúng ta hết nhánh dưới, bây giờ lên nhánh trên. Từ rượu chúng ta ra y, y ra z, z ra CH4. Như vậy z chúng ta phải là CH3CONa. Bởi vì lấy cái vẫn CH3CONa chúng ta đi tới dùng với NaOH thì thu được CH4 và Na2CO3. Như vậy z chúng ta là muối, buộc y chúng ta là phải là axit. Như vậy chúng ta sẽ có phản ứng đó là từ rượu chúng ta đi tác dụng với oxy trong không khí để thu được axit và nước. Phản này dùng xúc tác là lên men giống. Từ axit chúng ta sẽ đi tác dụng với NaOH để thu được CH3CONa cộng cho H2O. Và lấy cái thằng này chúng ta đi tác dụng với NaOH, xúc tác là CaO nhiệt độ để thu được CH4 và N2CO3. Như vậy cứ đúng ở đây mình chọn là câu A.